Quên nữa, không tắt wifi đi chứ lỡ rồi. Có cho con tóc âu tuổi hơn màu vậy nữa. Không thấy sớm hơn mà tuổi ý là cái gốc của chị nó sáng hơn không, còn cái đuôi nó tuổi hơn dù mà trên ở trên nó sáng hơn, hồi cái gốc nó sáng hơn. Hồi trước là đi đụng tóc đồ là ông chồng ông kêu tỉnh rồi dùng mấy cái màu xám rồi đi đi hỏi hỏi luôn tốt luôn. Là để đen phải xong ta để đen. Mấy người kêu thì do mình nhỏ mít mình quen mình để màu đen mình thấy nó không hợp chứ cũng bình thường chi đâu không hợp. Không vì không lúa lắm mày. Do mình nhỏ mình thấy nó như người để đen mít này. Bình thường chứ chi đâu mà. Do mình quen. Quen cách nhìn thôi chứ còn. Nhà ta hai bà chị dâu để đen thui. À để từ đầu ấy mình nhuộm nhìn quen. Quen rồi. Nhổ miết mẹ dặm dặm ra đúng tốn tiền. Tốn tiền nữa là có chuyện chỉ cứ lo cái đầu tóc các mày. Đầu mượn ra xí thôi dặm ra. Trời nửa đen, à, nửa đen nửa màu là nhìn bé lắm. Tha đen đen luôn màu màu luôn chứ nửa đen như màu. Nhiều đứa ra một bóng tay đi ngực nhuộm lại rồi thôi. Một bóng tay thôi đó. Còn anh nó cũng để đen thui đi giờ thò không thế này. Tóc anh đẹp. Nó cũng biết này cái đầu nhỏ. Tóc nó đen quá nhiều đó kìa. Tóc nó dọn tóc tháng mà. Nhưng bữa nay nhìn thấy nó tráng hơn á. Dưỡng chứ, nó dùng của con anh kia mới nó dùng ấy. Ừ.
tháng thì thấy nhận lương mấy ông thăm lại. Hử? Cái tháng thì nhận lương thăm mấy tháng trước đấy. Thăm gì mà? Tháng trước thăm mấy chị nhỉ? Mi á, đi mà đi mua đồ, mua đem gì cho mẹ đi mà. Nào cái bữa hôm trước mà đau là hết mớ tiền rồi. Ủa sao chị kêu 1.500.000? Hả? Nghe chị nói 1.500.000. Tiền phí. Rồi tiền chị mua đồ nữa. Chị một mình chịu hết à? Thì chị chịu, anh chị đưa tiền rồi sao chị trả lại. Thì nói chung là chị đưa lại cho mẹ, anh đưa tiền. Đưa tiền lo đó mà chị đưa cho mẹ chị. Còn lo vô lao nữa đâu mà tranh thủ lo đi chứ, có chồng mà có lo đâu. Lo miết nữa chừng. Dạ còn mấy tháng nữa đâu mà. Thì mình biết tới nữa là chứ còn lo được thì cứ lo. Mà lúc đó lo cũng phải hỏi ý kiến chứ đâu phải ân lo nữa. Còn dễ. Không dễ nhưng mà mình cũng phải hậu á, phải nói chứ. Thì hậu nói cái chuyện nó cũng biết mà. Chứ đâu phải hậu đó là của chung rồi. Thì cái là tức là nó mình tốn nhiều nha. Cho sáng mẹ trước. Có cho máy không được. Ủa hàng mấy bữa em đi lễ về sớm lắm mà hả? Hôm nay trễ lắm chị. Cô chắc mừng đó.